chào quý vị khán giả, báo Sài Gòn Giải Phóng xin gửi đến quý vị bản tin trưa hôm nay với các tin hấp dẫn trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là bản tin chi tiết, quý vị đừng bỏ lỡ. Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được phản ánh của ông Lê Văn Tám, ngụ thôn 10, xã Hòa Lễ, khiếu nại cán bộ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tự ý lấy xe máy của gia đình nhưng không trả lại. Theo ông Tám, năm 2019, ông là người thua kiện vụ án tranh chấp đất đai và có trách nhiệm phải tự tháo dỡ các tài sản xây dựng lồi sang phần đất của một hộ dân ngụ cùng địa chỉ. Do không thi hành bản án, nên tháng 6 năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã thành lập đoàn cưỡng chế, phá dỡ phần lấn chiếm. Kinh phí dự trù khoảng 2,7 triệu đồng do ông Tám chịu trách nhiệm chi trả. Ngày 19 tháng 6 năm 2019, đoàn thi hành án dân sự thực hiện việc cưỡng chế. Thời điểm này, vợ chồng ông không ở nhà, thì đoàn cưỡng chế đã lấy luôn chiếc xe máy hiệu Airblade ông mua năm 2018 với giá hơn 19 triệu đồng. Khi về nhà hỏi các con và hàng xóm thì tôi mới biết đoàn cưỡng chế của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã tự ý lấy chiếc xe của mình, ông Tám kể. Cũng theo ông Tám, do bức xúc về việc đoàn cưỡng chế tự ý lấy xe khiến gia đình ông không có phương tiện đi lại, nên ông đã gửi đơn khiếu kiện. Đáng nói, sau đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã thanh lý chiếc xe máy của gia đình ông Tám và chỉ trả lại cho ông 1,9 triệu đồng. Không đồng ý với cách giải quyết trên nên ông Tám không nhận tiền và tiếp tục khiếu nại nhiều nơi. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Vũ Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, ngày 19 tháng 9 năm 2019, chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã tạm giữ chiếc xe máy Airblade của ông Tám đưa về kho bảo quản để thu tiền chi phí cưỡng chế. Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã nhiều lần ra thông báo cho ông Tám lấy lại tài sản, nhưng người này không đến, chấp hành nên đã quyết định đưa xe này bán đấu giá. Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được phản ánh của ông Lê Văn Tám, ngụ thôn 10, xã Hòa Lễ, khiếu nại cán bộ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk tự ý lấy xe máy của gia đình nhưng không trả lại. Theo ông Tám, năm 2019, ông là người thua kiện vụ án tranh chấp đất đai và có trách nhiệm phải tự tháo dỡ các tài sản xây dựng lồi sang phần đất của một hộ dân ngụ cùng địa chỉ. Do không thi hành bản án, nên tháng 6 năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã thành lập đoàn cưỡng chế, phá dỡ phần lấn chiếm. Kinh phí dự trù khoảng 2,7 triệu đồng do ông Tám chịu trách nhiệm chi trả. Ngày 19 tháng 6 năm 2019, đoàn thi hành án dân sự thực hiện việc cưỡng chế. Thời điểm này, vợ chồng ông không ở nhà, thì đoàn cưỡng chế đã lấy luôn chiếc xe máy hiệu Airblade ông mua năm 2018 với giá hơn 19 triệu đồng. Khi về nhà hỏi các con và hàng xóm thì tôi mới biết đoàn cưỡng chế của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã tự ý lấy chiếc xe của mình, ông Tám kể. Cũng theo ông Tám, do bức xúc về việc đoàn cưỡng chế tự ý lấy xe khiến gia đình ông không có phương tiện đi lại, nên ông đã gửi đơn khiếu kiện. Đáng nói, sau đó Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã thanh lý chiếc xe máy của gia đình ông Tám và chỉ trả lại cho ông 1,9 triệu đồng. Không đồng ý với cách giải quyết trên nên ông Tám không nhận tiền và tiếp tục khiếu nại nhiều nơi. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, ông Vũ Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, ngày 19 tháng 9 năm 2019, chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã tạm giữ chiếc xe máy Airblade của ông Tám đưa về kho bảo quản để thu tiền chi phí cưỡng chế. Sau đó, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Krông Bông đã nhiều lần ra thông báo cho ông Tám lấy lại tài sản, nhưng người này không đến, chấp hành nên đã quyết định đưa xe này bán đấu giá. Giá vàng trong nước sáng nay 4 tháng 4 tiếp tục tăng mạnh do vàng thế giới xô đổ mọi kỷ lục, vượt 2.300 đô la Mỹ một ounce. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp đáng kể, đặc biệt là vàng SJC, chỉ còn cao hơn vàng thế giới khoảng 12 triệu một lượng. Trong khi trước đó, có thời điểm mức chênh lệch này lên đến 20 triệu đồng một lượng. Vào khoảng 9 giờ, tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty BNG niêm yết vàng SJC ở mức 79,5 triệu đồng một lượng mua vào và 81,6 triệu đồng một lượng bán ra.
tăng 600.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với cuối giờ chiều hôm qua. Cùng thời điểm, tại Hà Nội, công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán, lên 79,7 triệu đồng một lượng mua vào và 81,72 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng những 4 số 9 sáng nay tiếp tục tăng mạnh. Công ty SJC giao dịch ở mức 70,8 triệu đồng một lượng mua vào và 72,05 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 450.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với hôm qua. Công ty BNG cũng tăng 450.000 đồng cả hai chiều mua và bán, lên 70,75 triệu đồng một lượng mua vào và 72 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 4 tháng 4 giờ Việt Nam xô đổ mọi kỷ lục, vượt 2.300 điểm, giao dịch ở mức 2.301,1 đô la Mỹ một ounce, tăng 20 đô la Mỹ so với sáng qua. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 69,7 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 12 triệu đồng một lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 4 số 9 khoảng 2,3 triệu đồng một lượng. Mức chênh lệch này đã được thu hẹp đáng kể vì có thời điểm vàng thế giới thấp hơn vàng SJC lên đến 20 triệu đồng một lượng và cao hơn vàng nhẫn gần 8 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới chinh phục đỉnh mọi thời đại và đang giao dịch quanh mốc 2.300 đô la Mỹ một ounce sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell khẳng định vẫn giữ kế hoạch cắt giảm lãi suất năm nay. Theo ông Powell, những số liệu gần đây cho thấy thị trường việc làm vững chắc cộng với lạm phát dai dẳng sẽ không làm thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể về chính sách kinh tế năm nay. Ngày 4 tháng 4, các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vạn Thịnh Phát và đồng phạm tiếp tục nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án. Nói lời sau cùng, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc SCB, khẳng định tâm phục khẩu phục sự điều hành phiên tòa của Hội đồng xét xử, đã tạo điều kiện cho tất cả những người tham gia phiên tòa được trình bày để làm rõ sự thật của vụ án. Theo bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, trong suốt vụ án này, bị cáo cảm thấy dây dứt nhất là bị cáo và SCB đã làm liên lụy tới các thành viên của đoàn thanh tra. Cuộc thanh tra SCB kéo dài, các thành viên trong đoàn rất vất vả nên bị cáo và SCB đã tặng tiền, quà cho họ, không ngờ điều này đã làm hại họ. Trước khi xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mình, bị cáo Văn xin hội đồng xét xử khoan dung với bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng, trưởng đoàn thanh tra SCB và bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Văn nói luôn tôn trọng bà Nhàn và con trai của bà ấy. Còn với bà Lan, bị cáo Văn mong hội đồng xét xử cho bà ấy sớm trở về để có cơ hội làm lại từ sai lầm, đóng góp cho xã hội. Nếu quá trình xử lý hậu quả vụ án, bị cáo có thể giúp được gì thì bị cáo xin sẵn sàng. Cuối cùng, bị cáo Văn xúc động nói, bài học lớn nhất đối với bị cáo là sự tuân thủ pháp luật. Khi làm trái thì phải trả giá đắt. Với bị cáo, cái giá là sự tự do của mình. Bị cáo có vợ và 6 con. Con nhỏ nhất của bị cáo mới 15 tháng tuổi và bị cáo chưa từng được gặp mặt. Với tất cả các bị cáo, các gia đình trong vụ án, không có sự ăn năn nào lớn hơn khi nghe câu nói, sao lâu quá ba mẹ không về với con. Cũng xin hội đồng xét xử khoan hồng với Trương Mỹ Lan. Bị cáo Trương Huệ Vân nói, có thể cô bị cáo có những phương thức kinh doanh cá biệt, không phù hợp nhưng cô là người nhân từ, là người dạy cho bị cáo biết nhiều điều trong cuộc sống. Bị cáo Vân xin hội đồng xét xử xem xét lại án tử hình với bà Trương Mỹ Lan để bà có cơ hội tập trung trí lực, góp phần giải quyết hậu quả vụ án. Bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, xin hội đồng xét xử giữ lại mạng sống cho vợ tôi khi nói lời sau cùng. Trình bày về hoàn cảnh phạm tội, ông Chu Lập Cơ mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng vì bản thân đã lớn tuổi, xin có cơ hội trở về để nỗ lực cùng vợ và các con giải quyết hậu quả vụ án. Nói lời sau cùng, các bị cáo là cựu lãnh đạo SCB như Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo là cấp dưới vì đã tin tưởng mình mà vướng vòng lao lý. Bị cáo Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Cao Việt Dũng. Theo các chuyên gia khí tượng, khoảng chiều tối mai 5 tháng 4, không khí lạnh cường độ yếu sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc, kết thúc chuỗi ngày nắng nóng. Thông tin sáng nay 4 tháng 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều qua, tại khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ C như Phú Yên, Sơn La 41,6 độ C,
Hương Sơn, Hà Tĩnh 40,5 độ C, Đông Hà, Quảng Trị 41 độ C. Từ Đà Nẵng vào Phú Yên cũng có nắng nóng nhưng nhiệt ở mức thấp hơn, dao động 35 đến 37 độ C. Cơ quan khí tượng nhận định, từ hôm nay 4 tháng 4, thời tiết ở Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ dịu dần. Nắng nóng chỉ còn duy trì ở Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam Bộ. Nắng nóng gay gắt còn duy trì ở khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Dự báo khoảng chiều tối 5 tháng 4, không khí lạnh cường độ yếu di chuyển về miền Bắc nên đợt nắng nóng dịu dần rồi chấm dứt. Từ ngày 5 tháng 4, vùng nắng nóng ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình cũng dịu dần. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên, từ ngày 8 tháng 4 thì nắng nóng mới dịu bớt. Trong khi Nam Bộ vẫn còn nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới, dự báo đến cuối tháng 5 mới nhiều mưa trở lại. Mới đây, như báo Sài Gòn Giải Phóng đã thông tin, Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành công văn đề nghị các địa phương ở Nam Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên thực hiện các giải pháp theo hướng dẫn để bảo vệ, chăm sóc các loại cây ăn trái, lúa vụ đông xuân và hè thu, cà phê, hồ tiêu, ứng phó tình trạng hạn hán, nắng nóng kéo dài.